Cá thần lớp mẫu giáo. À, mẹ về rồi. Mẹ ơi, mẹ có để dành cho con không? Có chứ. Cảm ơn thần sông vì đã mang nước đến cho cánh đồng hoa của mẹ. Mẹ này, nếu ngày nào con cũng tặng hoa cho thần sông thì đến một ngày con sẽ được gặp thần sông, phải không mẹ? Thần sông có muốn kết bạn với con không mẹ? Mình bán thêm buổi đêm thì chắc sẽ sớm gom đủ tiền cho Mimi học mẫu giáo. Trẻ con mà, chắc nó thèm có bạn chơi cùng lắm. Rẽ hướng nào đây? Mình không nhớ đường rồi. Cậu đi đâu đấy? Ồ, tớ đi đón mẹ. Mà tớ quên đường rồi. Cậu đừng sợ, tớ đứng đây với cậu, chờ mẹ cậu về qua đây nhé. Mà cậu là ai? Tớ là thần sông. Cậu là thần sông thật á? Sao cậu trẻ con vậy? Thì người ta là thần sông đang học mẫu giáo mà. Thần sông cũng giống như các cậu thôi, cũng phải đi học mẫu giáo, rồi vào lớp 1, rồi lớn lên mới đi làm thần sông. À, ra thế, nhưng mà tớ không được đi học mẫu giáo. Ồ, thế hả? Thế thì không có bạn chơi cùng rồi. Mà không sao, tớ sẽ chơi với cậu. Thật nha, thằng sông mẫu giáo. À, này, cậu có nhận được hoa tớ tặng không? Có chứ. Cậu có thích không? Cũng bình thường. Cũng bình thường thôi hả? Thế từ mai tớ không tặng hoa cho cậu nữa nha. Ờ, không, không. Ý tớ là tớ rất thích, rất cảm ơn cậu. Cho cậu đấy, lúc nào cần tớ giúp gì, cậu cứ đưa giọt nước ra gọi là tớ đến ngay hả? Ừ, hứa nhé. Hứa. Bao giờ mẹ cháu về ạ? À? Sáng mai bảo tàng là mẹ về ngay thôi. Sang nhà bác ngủ một giấc, mở mắt ra là mẹ cháu đã về rồi ấy chứ. Nhà cô Na có biết đường mở lại bên kia chờ bảo tang không được, nhớ đâu có lo chạy về với con không biết chừng. Tối qua bão to nhỉ, nước sông dâng cao lắm, tôi còn chả sang sông lấy hàng được. Nghe nói có người bị nước sông cuốn đi đấy. Mẹ ơi, nhanh về với con. Lúc nào cần tớ giúp, cậu cứ đưa giọt nước ra gọi tớ là tớ đến ngay hả? Ừ, hứa nhé. Hứa. Cảm ơn thần sông đã giữ lời hứa với tớ. Tạm biệt cậu. Tớ đã làm sai luật trời nên tớ sắp tan biến rồi. Nhưng tớ rất vui vì đã cứu được mẹ cậu. Dù không gặp lại nữa, nhưng tớ sẽ luôn cầu mong cho cậu sống thật vui vẻ. Mẫu giáo, nếu tớ vẫn tặng hoa cho cậu mỗi ngày thì chúng mình rồi sẽ gặp lại nhau nhé. Ngoài. Mẹ ơi, tội nghiệp hai đứa nhỏ, cha mất sớm, giờ mẹ cũng đi rồi. Ngoan nào, từ giờ về ở với ngoại nghe. Ngoại ơi, ngoại ơi, cháu đi học về rồi ạ. Ừ, về rồi hả con?
Hôm nay ngoại nấu món gì mà thơm thế ạ? Trời! Ngoại ơi! Ngoại sao vậy? Ngoại tỉnh lại đi ngoại ơi! Ngoại ngủ rồi hả? Vâng, ngoại vừa chợp mắt được một lúc. Em ra ngoài chỉ nói chuyện một chút. Bác sĩ nói ngoại bị tai biến, có thể sẽ bị liệt một chân, ngoại sẽ không đi lại được nữa. Trời, ngoại sẽ bị liệt thật sao? Trước giờ đều có ngoại giúp đỡ, bây giờ chị em ta phải tự lo hết mọi việc. Thời gian tới sẽ khó khăn lắm đấy. Em hiểu mà, em cũng sắp ra trường rồi. Em sẽ đi làm kiếm tiền chăm sóc cho chị và ngoại. Em nghĩ được như thế là tốt rồi. Ngoại ơi, ngoại xem con mua gì cho ngoại này. Đây là xe lăn ngoại ạ. Từ giờ ngoại có thể ngồi yên trên chiếc xe này, tự điều khiển nó để đi ra ngoài, chứ không phải suốt ngày ở nhà một chỗ nữa. Ngoại thích không? Ôi thật thế sao? Nhưng chiếc xe này chắc là đắt tiền lắm. Con mới đi làm, tiền đâu ra mà mua? Ngoại yên tâm, con vừa nhận tháng lương đầu tiên cũng đủ để chi tiêu. Miễn sao ngoại vui là cháu thích rồi. Ôi, cháu ngoan của ngoại. Ngoại cảm ơn con. Túi gì thế nhỉ? Trời, sao mà... Lâm ơi! Em vừa lĩnh lương hả? Vâng, em đang định đưa tiền cho chị đây. Vừa mới đi làm, lương được bao nhiêu? Em chi tiêu phải tính toán chứ. Em có biết là nhà mình bây giờ khó khăn lắm không? Chị nói gì em không hiểu. Em có tiêu xài phung phí gì đâu. Thì chiếc xe lăn đó, cả mấy triệu bạc chứ có ít ỏi gì đâu. Ngoại già rồi, ở trong nhà cũng được. Đâu cần phải đi ra ngoài đâu. Em mua chi cho tốn kém. Sao chị lại nói thế? Ba mẹ mất sớm, một mình ngoại tảo tần nuôi hai chị em khôn lớn. Chiếc xe này có giá gì so với sự chăm sóc của ngoại dành cho hai chị em mình đâu chứ. Ngoại già rồi, bây giờ suốt ngày phải ngồi trong nhà, bí bách chật chội, làm sao ngoại chịu được. Cũng vì quá vất vả nuôi chị em mình nên ngoại mới đổ bệnh đấy. Mà cái túi này là của chị đúng không? Ừ, của chị. Chị bảo em chi tiêu phải cân nhắc, vậy mà chị chi hàng triệu để mua những thứ này. So với chiếc xe lăn, chị nghĩ sao? Và cái túi chị đang đeo nữa, em chắc chắn nó cũng đáng giá tiền triệu, phải không? Ngọc ơi, sao mày lại tính toán với cả ngoại mày sao? Ngoại, con đúng là đứa cháu thật tệ. Con xin lỗi ngoại, ngoại ơi. Con đường của ba và con. Thưa đạo diễn, vậy là ông quyết định nghỉ hưu. Vâng, vậy thì giờ ai sẽ làm những bộ phim hoạt hình cho trẻ em đây? Ồ, tre già măng mọc. Những họa sĩ trẻ tài năng sẽ tiếp bước tôi và làm ra những bộ phim hay hơn và đẹp hơn nữa. Tôi được biết con trai ông cũng làm việc tại hãng phim của ông. Con tôi chỉ là một kiến trúc sư thiết kế phòng trưng bày của hãng thôi. Tôi nghĩ nó sẽ không theo nghề hoạt hình của mình. Tại sao ba lại nghĩ vậy? Có phải ba nghĩ con không đủ tài năng như ba? Sao, anh giao dự án phim mới của hãng cho thằng bé đạo diễn sao? Ban đầu tôi chỉ giao cho nó vẽ bối cảnh thôi. Nhưng nó đã làm tôi bất ngờ. Trong những bức vẽ của nó có một thứ ánh sáng kỳ lạ. Nói thế nào nhỉ? Giống như thứ ánh sáng trong những bộ phim của anh. Thế nên tôi quyết định đặt cược ván bài này cho nó. Và nó nhận lời ư? Nó đã học đạo diễn bao giờ đâu. Chắc nó tưởng chỉ cần biết vẽ thì làm đạo diễn được chắc.
Tôi phải nói chuyện với nó. Chậm chạp thế thì bao giờ mới xong? Ba, đây không phải chỗ cho con chơi đâu. Đây là công việc cần kiên trì và nỗ lực hết sức mình. Nếu cảm thấy không làm được, thì ngay từ đầu không nên chiếm chỗ của người khác. Con sẽ làm được, ba ạ. Chúng tôi về trước đây. Vâng, các anh chị về ạ. Chắc cậu ta sẽ sớm bỏ cuộc thôi. Chỉ khổ tụi mình được phân vào nhóm dự án này, cuối cùng chả cơm cháo gì. Chào các anh chị, mọi người đến sớm thế. Chúng tôi cũng vừa mới tới thôi. Tôi đã vẽ xong mấy cảnh tiếp theo, các anh chị triển khai tiếp giúp tôi. Tôi vẫn chưa xong các cảnh trước. Vậy các anh các chị, có ai... À, tôi vẫn chưa xong. Tôi cũng thế. Để tôi làm vậy. Chúng ta phải bảo đảm đúng tiến độ. Mấy tháng rồi, đêm nào cậu ấy cũng ở lại làm đến sáng. Anh có cần chúng tôi giúp gì không? Ôi, các anh chị vẽ thêm giúp tôi mấy cảnh này. Cảm ơn các anh các chị nhiều lắm. Nào, cố lên mọi người. Xong sớm về sớm nào. Mình cũng phải cố lên. Sắp xong rồi. Bộ phim đã ra rạp đúng tiến độ. Cháu đã cố gắng hết sức mình rồi. Giờ chúng ta cùng chờ xem phản ứng của khán giả. Ba đâu nhỉ? Sao ba không tới? Có phải ba nghĩ bộ phim của mình không đáng để ba xem không? Ba không tới thật rồi. Trông nét đấy chứ, nhưng tôi chả hiểu gì cả. Con sợ lắm. Cho con về, cho con về. Xin phép mọi người, cho tôi ra về. Phim hoạt hình mà u ám quá. Đẹp nhưng mà buồn quá nhỉ. Tôi không thích thể loại này lắm. Mở cửa cho ba đi con. Ba ơi, con thất bại rồi. Ba nói đúng, đây không phải con đường dành cho con. Con không có tài năng như ba. Giờ thì ba hãy để cho con yên được không ạ? Không, đây là con đường dành cho con. Con làm tốt lắm. Ba nói thật đấy chứ. Ba không bao giờ phung phí lời khen của mình. Đứng từ góc độ người làm nghề, ba khẳng định con có kỹ thuật và cảm nhận tốt. Điều con còn thiếu là sự gần gũi với cuộc sống. Con cứ kiên nhẫn học hỏi và trải nghiệm, rồi con sẽ nhận được sự đồng cảm của khán giả thôi. Lần sau, nhất định con sẽ làm tốt hơn, nếu con không từ bỏ con đường này. Ba, con thật sự muốn đi con đường này. Con muốn được tiếp tục làm ra những bộ phim mang lại niềm vui cho trẻ em như ba đã làm. Ba tưởng con vẽ chơi thôi, không ngờ con lại nghiêm túc đến thế. Con đã học nghề này từ bao giờ vậy? Con đã học vào ban đêm, tất cả mọi buổi đêm ngoài giờ làm việc ba ạ. Con kiên trì lắm, vậy mà ba không hay biết. Ba chỉ biết có công việc thôi mà. Đó là điều ba đã đánh đổi khi đi theo con đường này. Con còn nhớ những đêm con chờ ba về cùng chơi tàu hỏa mà ba không thể về được không? Rồi những ngày hè, các bạn con ai cũng được đi nghỉ mát, còn con thì phải ở nhà vì ba quá bận. Con nhớ chứ, con đã rất giận ba. Ba đã dành hết thời gian của mình để mang lại niềm vui cho biết bao trẻ em, nhưng lại không thể làm tròn bổn phận làm cha với con mình. Với tư cách là người làm nghề, ba có thể tự tin cho mình 10 điểm, nhưng với tư cách người cha, ba nghĩ mình chỉ được 0 điểm thôi. Không, không, con cho ba 10 điểm. Con tự hào vì ba là ba của con. Con cũng là một trong những đứa trẻ đã có được tuổi thơ thật đẹp nhờ những bộ phim của ba. Con đi xem lại tất cả những bộ phim ấy không biết bao nhiêu lần rồi. Sau này con cũng sẽ làm những bộ phim hay như thế cho con trai của con. Ba cảm ơn con. Hãy để ba bắt tay con như một người đồng nghiệp. Giấc mơ thần chết.
Ừ, đợi xíu, chốc tao ra, bà già đang còn thức. Ừ. Ừ, mẹ vẫn chưa đồ xong à? Ừ, mẹ chưa. Mai chủ nhật, mẹ đồ thêm một mẻ xôi nữa. Kiểu gì cũng bán kiếm thêm được một ít. Sắp tới đóng học phí cuối kỳ của con, nên... Mẹ vất vả vì con. Mai này con ra trường, con hứa sẽ nuôi mẹ, không để mẹ khổ nữa. Thế thì con phải lo học hành cho tốt đi, đừng có mà ăn chơi liêu lỏng. Mẹ, con có chút việc phải ra ngoài. Mẹ ngủ sớm không phải chờ con ạ. Giờ khuya rồi mà con còn đi đâu đấy? Không thể nào. Không được, Dũng ơi, con ở nhà đi. Hôm nay mẹ không thể cho con đi được. Mẹ có linh cảm không tốt. Kìa mẹ, sao bỗng dưng mẹ lại vậy? Mẹ mặc con, con có việc phải đi thật mà. Mẹ vào trong nồi xôi đi kìa, con ngửi thấy mùi cháy rồi đó. Con lại ngài, ngài tha cho nó. Thằng bé còn trẻ, con nguyện đánh đổi sự sống của mình. Chỉ cần ngài buông tha cho nó, con... Bà nói gì? Bà nói lại đi. Ôi! Lũ ốc sên, nhìn trình độ vít ga của anh mày đây. Anh đã tỉnh rồi à? Chúng tôi còn lo anh không qua khỏi. Thật đúng là phép lạ. Đây là đâu? Sao tôi lại nằm ở đây? Anh bị tai nạn giao thông khá nặng, nhưng giờ thì ổn rồi. Sức khỏe của anh hồi phục rất tốt. Thế bác sĩ có biết ai là người đưa tôi vào viện không? Là mẹ của anh đưa anh tới bệnh viện. Bà ấy đã rất lo lắng cho anh. Dù trả bất cứ giá nào để con được sống, mẹ cũng chấp nhận. Hôm qua bà ấy nói là về nhà có việc rồi không thấy quay lại. Tự nhiên tôi có cảm giác lo lắng. Xin bác sĩ cho tôi được xuất viện về nhà sớm. Nhưng anh mới tỉnh dậy, cơ thể vẫn còn rất yếu. Tôi ổn, bác sĩ cứ yên tâm. Ôi, mẹ sao thế này? Mẹ sốt quá, để con đưa mẹ vào bệnh viện. Vô ích thôi, không có tác dụng gì đâu. Ông là ai? Ta là thần chết, và ta đến đây để đưa mẹ của anh đi. Anh nghĩ là tại sao anh có thể khỏe mạnh đứng đây khi mà chỉ vài ngày trước anh vừa bị tai nạn rất nặng? Vì... Đáng lẽ người nằm đây phải là anh, một đứa con bất hiếu, suốt ngày ăn chơi liêu lỏng. Tôi... Còn đây là mẹ anh, bà ấy đã yêu thương chăm sóc anh bao nhiêu. Chính mẹ của anh đã cầu xin với ta được dùng sinh mạng của mình để đổi lại sinh mạng của anh. Tôi chỉ có duy nhất mình nó. Xin ngài hãy cho nó sống lại. Tôi sẵn sàng đánh đổi bất cứ giá nào. Mẹ, mẹ ơi! Con biết lỗi rồi, xin người hãy cho mẹ con sống vậy. Con còn chưa kịp báo hiếu với mẹ con. Không được, không được, đã muộn rồi. Vậy xin người hãy lấy sinh mạng của con và để cho mẹ con được sống. Chuyện này đã được quyết định, và cậu không có quyền quyết định nữa. Tôi đến đây nói chuyện với anh cũng chỉ vì cảm phục bà ấy. Bà ấy chỉ muốn anh sống tốt. Chào cậu, tôi đi đây. Ráng sống cho tốt. Mẹ ơi, mẹ ơi, đừng đi, đừng đi. Dũng, Dũng, con sao vậy? Ôi, mẹ vẫn còn ở đây. Mẹ vẫn ở đây bên cạnh con. Ngốc quá, mẹ không ở đây thì ở đâu được chứ con? Con xin lỗi mẹ, con xin lỗi. Đúng là chỉ có mẹ mới thương con mà thôi. Con hứa từ nay sẽ sống tốt,
không để mẹ phải lo lắng nữa, không để mẹ phải hy sinh vì con nữa. Không sao, không sao. Con biết lỗi là tốt rồi. Mùa thay lá. Rồi ạ, cảnh ảm đạm thế này mà chụp gì? Thì cảnh hợp với tâm trạng nên tôi chụp thôi. Hồi mùa thu, đường cây này lá vàng đẹp như mộng. Rủ đi chụp thì nằm y ở nhà cơ. Mà bà thôi cái dáng vẻ ảo não ấy cho tôi nhờ. Cũng hơn một năm rồi đấy Khanh ạ. Bà đừng đắm mình trong quá khứ nữa. Anh Hùng khéo có người mới rồi. Sắp sang xuân rồi, tôi sẽ chụp cho bà bộ ảnh đẹp lung linh, tha hồ đăng lên mạng xã hội. Cái bà này, đấy, cứ cười lên thế có phải xinh không? Facebook anh ấy từ ngày đó đâu có gì mới. Cái mai chỉ nói lên tin thôi. Người ta vẫn nói yêu xa, xa mấy cũng gần. Nhưng chúng mình thật sự không đủ điểm chung em ạ. Em không tin tưởng vào anh. Nếu cứ tiếp tục thì cả hai cùng mệt mỏi. Anh đi cả ngàn cây số để nói mấy lời này, nghĩa là anh đã tính toán hết mọi thứ rồi, đúng không? Anh muốn tự mình nói với em, anh không thể ích kỷ nắm tay em mãi, khi không mang đến hạnh phúc và một tương lai chắc chắn cho em. Anh xin lỗi, Khanh à. Chị Khanh! Con bé này giật cả mình, muộn rồi sao còn ở đây chưa ngủ? Em đau răng quá à. Em đau lâu chưa? Há miệng ra chị xem nào. Chết rồi, em bị sâu răng rồi nè. Nhưng may đây là răng sữa, vẫn thay được, phải đi nha sĩ nhổ thôi. Không đâu, nhổ đau lắm, chị đừng có mà nói với mẹ đấy. Em tưởng chị có cách gì khác chứ. Cái con bé này. Ôi giời ơi, nhìn ông Hùng với người yêu mới tình tứ chưa này. Xinh chẳng kém gì cái Khanh nhỉ. Mà bà ấy, bà mai mối cái kiểu gì để cái Khanh nó khổ thế? Tôi có làm gì đâu. Hai người họ tự thấy cảm mến yêu nhau, rồi xa cách không đến được với nhau thì chia ly chứ. Cũng may ông bạn của bà còn biết đường đổi tài khoản khác. Chứ để cái Khanh thấy bức ảnh này á thì chẳng ra sao. Ngày nào nó cũng lướt Facebook cũ của ông Hùng chục lần. Này! Khanh, bà mới đến đấy hả? Đằng nào bà cũng biết rồi, bà cũng phải đối mặt với thực tế đi. Người ta đã nói lời chia tay dứt khoát mà bà vẫn lưu luyến mãi. Bà thì biết gì chứ? Chết dở, cái lão này cưới ngày nào không cưới. Ngày mai bắt đầu đợt thi tốt nghiệp rồi. Cái Khanh... Trời ơi, tự dưng tôi thấy cứ như mình gây ra tội với Khanh ấy. Sao bà không bảo cái ông bạn bà đừng có đăng hình Facebook này nọ gì nữa. Hạnh phúc thì cứ âm thầm mà hưởng đi. Anh ấy cũng chỉ là bạn cũ của anh trai tôi thôi, chứ có thân thiết gì lắm. Quan trọng là bây giờ mình phải nghĩ ra cách giúp cái Khanh vượt qua chuyện này. Thì đang nghĩ đây trời ạ. Em nín đi, là tại chị. Lẽ ra chị phải bảo với mẹ ngay hôm em kêu đau, để hôm nay em sốt nặng thế này. Chị vô tâm quá. Dạo này chị cũng ốm mà, suốt ngày ở tiệc trong phòng. Mẹ bảo chị xanh rớt như tàu lá chuối. Nhưng dù thế nào, chị cũng năn nỉ mẹ giúp em. Em không nhổ răng đâu. Thì nhưng cái răng của em thì nhất định phải mổ. Chỉ đau một chút thôi. Không chỉ đau mà trông chả ra làm sao. Hàm trên em đã nhổ mấy cái rồi. Bọn bạn sẽ bảo em là đồ bà già mớm. Thôi nào, nghe chị. Chỉ đau một chút thôi. Mà khi nhổ răng sau này á thì em sẽ thấy nhẹ bẩn ngay, sướng lắm. Rồi lại tha hồ ăn kẹo. Chỉ cần nhớ đến răng thôi. Chị nói thật không? Chị nói đúng đấy con à. Nào, bây giờ con ngoan để bác sĩ nhổ răng. Tiêm thuốc tê chỉ đau như kiến cắn một chút thôi.
Khanh này, con có nghĩ tình yêu ấy khi mà chỉ khiến trái tim con đau đớn, buồn khổ thì cũng giống như là chiếc răng sâu của Na khiến em đau tấy phát sốt không? Mẹ, chuyện anh Hùng mẹ biết rồi sao? Mẹ biết so sánh thế có khập khiễng, nhưng con à, thời gian sẽ làm lành tất cả mọi vết thương. Chỉ cần con sẵn sàng chịu đau một lần thôi, hãy buông đi, cho những chuyện đã qua lùi vào quá khứ. Cái răng sâu của em Na, bác sĩ nhổ đi là khỏi ngay, nhưng còn vết thương trong tim con thì chỉ con mới là bác sĩ cho mình được thôi. Con thật ngốc phải không mẹ? Hoa khôi của chúng ta đây rồi. Ở nhà tẩm bổ làm đẹp hay sao? Trông eo ốp nhỉ? Hai bà nói gì thế? Có gì đâu, đang bảo cây thay lá rồi. Đã đến lúc chụp bộ ảnh đón xuân ấy mà. Đúng rồi, chụp bây giờ đẹp lắm đấy. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.